Tiền Giang khánh thành cầu Dầm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây. Pháp Luật online, cầu Dầm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè. Tỉnh Tiền Giang khánh thành đưa vào khai thác giải quyết nút thắt giao thông trên đường tỉnh 864, kết nối huyện Cái Bè với các huyện lân cận. Sáng 2/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành dự án cầu Dầm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè. Tổng mức đầu tư hai cầu này trên 230 tỷ đồng. Dự án cầu Dầm Cái Thia gồm 7 nhịp, chiều dài thiết kế 237,7m, rộng 10m, phần đường dầm cầu dài 1.281m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 176 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án cầu qua sông Mỹ Đức Tây gồm 5 nhịp, dài 149,18m, rộng 8m, phần đường dầm cầu dài 393,12m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng nhấn mạnh, cầu Dầm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối là cây cầu cuối cùng trên đường tỉnh 864. Đây là công trình then chốt mang tính kết nối toàn tuyến đường tỉnh 864, kết nối giao thông từ cầu Mỹ Thuận huyện Cái Bè đến thành phố Mỹ Tho, góp phần làm giảm cước phí vận chuyển nông sản cho bà con trong vùng. Đồng thời, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên hoàn các huyện phía tây của tỉnh ra đến quốc lộ 1 và đi các tỉnh bạn, giảm tải cho quốc lộ 1. Cầu Dầm Cái Thia và cầu Mỹ Đức Tây đi vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giải quyết nút thắt giao thông của đường tỉnh 864 kết nối huyện Cái Bè với các huyện lân cận. Các cầu này không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông cho huyện Cái Bè mà còn kết nối giao thông liên vùng, kết nối với các khu cụm công nghiệp và các khu vực khác trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy khai thác phát triển du lịch hai bên bờ sông Tiền.